Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 10 tháng 7 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu sẽ là thông tin đội tuyển Việt Nam sẽ giao hữu với đội tuyển Thái Lan tại Hà Nội vào tháng 9 tới trước khi cả hai chính thức bước vào cuộc đua vô địch AFF Cup 2024. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa đạt được thỏa thuận tổ chức trận thi đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển hai quốc gia vào tháng 9 tới. Trận đấu sẽ diễn ra tại Hà Nội trong khoảng thời gian FIFA Days từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9. Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều không lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và cũng từ chối tham dự Merdeka Cup do Malaysia tổ chức vào tháng 9. Vì vậy, hai đội đã tổ chức giao hữu riêng để hướng tới các mục tiêu cuối năm. Cụ thể, trong tháng 10, Thái Lan sẽ tổ chức giải giao hữu King Cup lần thứ 50 với khách mời là Seoul, Tajikistan, Philippines, trong khi Việt Nam đá giải Tam Hùng với khách mời Liban và Ấn Độ. Sau đó, hai đội cùng bước vào chinh phục AFF Cup 2024 diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12, nơi Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng Indonesia, Malaysia cạnh tranh trước vô địch. Trận giao hữu với tuyển Thái Lan được đánh giá cần thiết và bổ ích cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là với tân huấn luyện viên Kim Sang-sik, người mới chỉ vỏn vẹn có hai trận đấu dẫn dắt tuyển Việt Nam, thắng Philippines 3-2 và thua Iraq 1-3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thái Lan là đương kim vô địch AFF Cup, cũng là đối thủ nặng ký nhất mà Việt Nam cần đánh bại ở giải đấu khu vực. Vì vậy, trận giao hữu vào tháng 9 tới sẽ giúp huấn viên Kim Sang-sik có thêm hiểu biết cũng như trải nghiệm áp lực khi đối đầu với kình địch này. Theo bốc thăm AFF Cup 2024, Việt Nam nằm bảng B cùng Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào, trong khi Thái Lan ở bảng A với Malaysia, Singapore, Campuchia, đội thắng Play-off Brunei và Timor-Leste. Cũng được đánh giá cao cho tấm vé đi tiếp, không loại trừ khả năng tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đương kim vô địch Thái Lan từ bán kết. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là cách đây 2 năm tại chung kết AFF Cup 2022, nơi Việt Nam hòa 2 đều lượt đi ở Mỹ Đình trước khi thua sát nút Thái Lan 0-1 lượt về tại Bangkok, qua đó nhìn đối thủ vô địch. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thắng được Thái Lan là tại King Cup 2019, khi bàn thắng duy nhất trận đấu của Anh Đức đưa thầy trò huấn viên Park Hang-seo vào chung kết và giành Á quân, còn Thái Lan sau đó xếp hạng từ Trung Quốc. Tiếp theo, tiền vệ Hendrio đã có những phản ứng khi anh không được lọt vào đội hình tiêu biểu của V-League 2023-2024. Vừa qua, ban tổ chức V-League đã công bố đội hình tiêu biểu trong mùa giải. Đáng chú ý, đội hình tiêu biểu này có khá nhiều sự tranh cãi. Một trong số đó là tiền đạo Hendrio không được góp mặt. Hendrio là nhân tố chủ chốt của Nam Định trong hành trình lên ngôi vô địch. Anh ghi được 10 bàn sau 22 trận cùng rất nhiều kiến tạo. Đây cũng là mùa giải hay nhất của tiền đạo này kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Có lẽ vì cảm thấy màn trình diễn của mình không được ghi nhận xứng đáng, Hendrio đã chế giễu rằng chắc 4 năm qua tôi chơi bóng rổ, ha ha ha. Ngoài Hendrio có rất nhiều ngoại biên khác chơi rất hay nhưng không được góp mặt, ví dụ như trường hợp của Alan với 17 bàn thắng, góp công lớn giúp Bình Định đoạt ngôi vị Á quân đầy bất ngờ. Chỉ có mình Rafenson là ngoại binh đã ẵm đến 4 giải thưởng là cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, bàn thắng đẹp nhất và vào đội hình tiêu biểu. Rafenson cũng phá hàng loạt những kỷ lục ở V-League với 31 bàn được ghi. Mùa giải tới, Hendrio sẽ cùng câu lạc bộ Nam Định chinh chiến ở 3 đấu trường là V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League 2. Trong trận đấu cuối cùng với câu lạc bộ Thanh Hóa, Hendrio cũng úp mở với tương lai của mình. Còn quá sớm để nói về câu chuyện tương lai vì quãng thời gian vừa qua tôi chỉ giúp đội tập trung thi đấu ở hai đấu trường là V-League và Cúp Quốc gia. Hiện tại đội đã vô địch V-League và mùa giải năm sau sẽ có cơ hội thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi rất hạnh phúc khi ở Việt Nam, hãy cùng chờ xem mọi thứ sẽ đến đâu. Tuy vậy, nhiều khả năng Hendrio vẫn sẽ được ký hợp đồng tiếp do phong độ xuất sắc vừa qua. Cặp bài trùng Hendrio, Rafenson là khó có thể thay thế tại câu lạc bộ Nam Định. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sẽ nhận được khoản lót tay cực lớn khi rời Thể Công Viettel. Tuy nhiên, sau khi chọn được bến đỗ mới, Hoàng Đức phải chờ đến đầu năm 2025 mới có thể ra đi. Ngày 9 tháng 7, tiền vệ Hoàng Đức đã nhận được lời làm đại diện hình ảnh cho một ngân hàng lớn tại Việt Nam. Ngân hàng này cũng đang là nhà tài trợ cho một câu lạc bộ tại V-League và tới đây sẽ tham gia sâu vào hoạt động bóng đá. Hoàng Đức được xem là đã nhận lời về đầu quân cho một đội bóng với số tiền lót tay không dưới 10 tỷ đồng một mùa giải. Đây cũng là điều rất hấp dẫn với Hoàng Đức bởi anh chưa từng nhận được khoản tiền lót tay nào từ khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp. Số tiền lót tay của Hoàng Đức lớn hơn rất nhiều so với Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, những người đã ký hợp đồng với Công an Hà Nội hay Văn Toàn khi đến Nam Định. Trước đây, Hoàng Đức từng dự định sẽ ra nước ngoài thi đấu khi đáo hạn hợp đồng với Thể Công Viettel, nhưng đứng trước lời mời rất hậu hĩnh từ một ông chủ ngân hàng thì Hoàng Đức đã thay đổi kế hoạch. Những ngày qua có nhiều thông tin cho rằng Hoàng Đức sẽ rời Thể Công Viettel để chuyển đến đội bóng khác ngay trong tháng 7 này. Tuy nhiên, hợp đồng của Hoàng Đức với Thể Công Viettel chỉ đáo hạn vào tháng 1 năm 2025 và khi đó anh mới chính thức là cầu thủ tự do. Trước đây, một số cầu thủ khi ký hợp đồng với Thể Công Viettel có ngày đáo hạn 31 tháng 12 và họ phải tập luyện đến ngày cuối cùng mới có thể nhận giấy thanh lý hợp đồng như Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng hay Bruno.
Tuy nhiên, nếu ông bầu đội bóng nơi Hoàng Đức sẽ đầu quân tới đây mà đàm phán thành công với lãnh đạo đội thể công Viettel trong việc tạo điều kiện để tiền vệ sinh năm 1998 này có thể ra đi trước thời hạn tháng 1 năm 2025, thì thương vụ sẽ sớm được công bố ngay trong tháng 7. Điều đó cũng đồng nghĩa Hoàng Đức có thể chuyển đến đội bóng mới để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025. Hoàng Đức được đánh giá là tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam và anh vừa có tên trên đội hình tiêu biểu V-League 2023-2024. Hơn nữa, anh từng giành quả bóng vàng nên đương nhiên thương hiệu của anh rất lớn, có sức lan tỏa cao không chỉ trong địa hạt bóng đá. Và cuối cùng sẽ là tin huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy tái ký thêm 3 năm với Bình Định. Với thành tích ấn tượng ở mùa giải 2023-2024, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vừa được lãnh đạo câu lạc bộ Bình Định tái ký hợp đồng để dẫn dắt đội bóng đất võ thêm 3 năm nữa. Là một người con của Bình Định nên mùa giải 2023-2024, khi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nói lời chia tay câu lạc bộ Bình Định, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã lên nắm quyền huấn luyện viên trưởng dẫn dắt đội bóng đất võ. Dưới tay huấn luyện của ông, Bình Định với lực lượng chỉ thuộc loại trung bình khá nhưng đã vượt mặt nhiều đội bóng sừng sỏ để về đích thứ nhì ở mùa giải 2023-2024. Đây được xem là thành tích lịch sử của đội bóng đất võ bởi là lần đầu tiên Bình Định giành chức Á quân V-League kể từ ngày có mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Với thành tích này, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy trở thành một trong những nhà cầm quân trẻ ấn tượng nhất tại V-League mùa giải 2023-2024. Cuối mùa giải, nhà cầm quân họ Bùi chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi đóng góp sức lực của mình vào thành công chung của câu lạc bộ. Tôi rất cảm kích vì đã nhận được sự tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất từ ban lãnh đạo câu lạc bộ, sự đồng hành ủng hộ của người hâm mộ, cổ động viên. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn đội ngũ ban huấn luyện, toàn bộ các cầu thủ đã cùng nhau thấu hiểu, tin tưởng, thống nhất trên dưới một lòng, đoàn kết tối đa để nỗ lực vượt khó, tìm kiếm sự thành công." Với thành tích ấn tượng của mình, lãnh đạo câu lạc bộ Bình Định đã tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy thêm 3 năm, bắt đầu từ mùa giải 2024-2025 và mong muốn ông tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng quê hương. Trên trang chủ của câu lạc bộ Bình Định, ngoài việc chia sẻ thông tin tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Quang Huy, câu lạc bộ còn chúc huấn luyện viên này và ekip của mình tiếp tục gặt hái thành công với đội bóng đất võ trong thời gian tới. Đây cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, subscribe kênh YouTube Báo Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.